Sau hơn một năm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay thôn Liên Minh, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan đã hoàn thành 10 trên 10 tiêu chí. Lễ công bố đạt chuẩn vừa được tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên, nhân dân và con em quê hương ở khắp mọi miền đất nước. Tổng kinh phí thôn huy động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là trên 9,6 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp bằng tiền, công lao động, hiện vật chiếm tỷ lệ 97%. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Nhân dân tích cực trồng hoa, cây xanh bóng mát ven đường, vẽ tranh bích họa, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp. Thôn đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện để áp dụng cơ giới hóa, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Các ngành nghề dịch vụ được mở rộng và phát triển, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của thôn đạt 64,7 triệu đồng. Liên Minh là thôn thứ 5 của xã Xích Thổ đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao trong toàn xã.